Rồi, chào bò giống Vinh Nguyễn, mang thích Chí Long. Xin chào cô chú anh chị và các bạn gần xa nha. Hôm nay có về cái lô này 20 con bò đực. Thì nó nằm hai cỡ bò nha. Giá rất là mềm luôn cho cô chú anh chị xem tham khảo nha. 110 triệu, 11 triệu con bò đực à. Bò về có pháp kem có. Rồi mình báo giá cái lô này là 15 con cho cô chú anh chị xem nha. Mười lăm con bò đực thì toàn bộ là bò đực nha, bò đực pháp kem có, ba bê có, thì cái lô này là 11 triệu một con. Cô chú anh chị muốn lựa con nào lựa, 11 triệu một con nha, bò tầm 6-7 tháng bò nha. Con lùng này 10 triệu, con kem lùng này 10 triệu, còn như là 11 triệu hết. Giá rất là mềm luôn cho cô chú chị xem tham khảo nha. Con này bò đực nha, xương sóc chân móng là mình bao hết 100% cho cô chú chị nuôi nha. Giá rất là mềm luôn, trong này có 4 con 3B cũng 11 triệu luôn. Còn con bò này bò cái, bò cái này 8 triệu rưỡi, mình bán như giá B nha, 8 triệu rưỡi, bò này 8 tháng bò nè, 8 triệu rưỡi, bò này bán giá B luôn, giá thịt, bò cái. Đi đó, ăn rắn, mát ăn rắn. Rồi quay lại bận nữa cho cô chú chị xem là cái này 2, 4, 6, 8. Tổng cộng này là 18 con. 18 con bò đực, giá là 11 triệu con, có con 10 triệu à. Có con kem lùng 10 triệu. Con này là 11 triệu hết nha. Con này là tổng cộng là 18 con. Đây, chân móng là mình bao tạc lỗi hết cho cô chú chị nha. Bò nằm 6-7 tháng tuổi. Nó đang nó đúng là thấy ghiền luôn. Đây con lùng nè, con lùng này 10 triệu được nha, lô này được hết nha. Rồi trại bò Vĩnh Nguyễn ở Mang Thất Vĩnh Long nha, cô chú anh chị cần bò được số lượng lớn thì liên hệ với mình nha, đủ cỡ. Lô bên trong thì hơi lớn hơn, lô bên trong thì nó nằm 14, 15 triệu, 16 triệu đủ cỡ nha. Cô chú anh chị tới xem bò đủ cỡ cho mình lựa chọn bò cái, bò đực mẹ con gì có đủ nha. Xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị gần xa đã tin tưởng ủng hộ trại bò Vĩnh Nguyễn Vĩnh Long nha. Rồi chúc cho cô chú chị mình chăn nuôi thành công nha. Đây có con cái nè, con cái này 8 triệu rưỡi nha, con cái này cao 1m12 bò, bán giá thịt nha, con cái này bán giá thịt.